chuối ngào đường. Để làm món chuối ngào đường thì trước tiên là mình phải có chuối. Chuối này là chuối xiêm, thì làm bột nải. Các bạn cũng có thể làm chuối già, nhưng mà quan trọng là phải chuối phải sống. 100g đường, ít muối, mè. Mè này mình rang vàng nhẹ. Gừng, một trái chanh. Mình chuẩn bị một thau nước. Mình cho vô muối với nặn trái chanh vô. Để mình gọt chuối, mình bỏ vô nó không có bị đen. Bạn gọt vỏ. Gọt vỏ, bỏ vô đó để bỏ vô thau nước chanh muối cho mình để nó không bị đen. Các bạn chuối này các bạn bào ra, bào miếng về như này.
Sau khi bào thành từng miếng xong thì các bạn vớt ra một cái gỗ cho nó gáo và đem đi chiên. Giờ mình vớt cái gỗ để gáo. Bây giờ mình bắt một cái chảo dầu lên, mình đổ dầu nhiều vô để cho nó sôi. Dầu nó nóng lên thì mình cho chuối vô, mình chiên cho giòn. Dầu của mình sôi thì các bạn cho chuối vô chiên. Chiên đến khi vàng bạn vớt ra để gắn dầu. Chuối của mình vàng và giòn thì là mình vớt ra để cho nó khô dầu, nó nhuyễn hết dầu. Mình chiên vừa vàng tới thôi, vàng quá thì nó ngon, nó có độ giòn. Cho tương tự cho đến hết cái phần chuối của mình. Sẽ đem đi đâm nhuyễn và dắt lấy nước. Giờ mình bắt lên một cái chảo để mình sên đường. Mình cho miếng nước. Nước vô. Sau đó mình đổ đường vô. Sôi cho tường tan hết, mình bỏ cái phần gừng, nước gừng mình đã dắt và
xay vô đi. Đường của mình giờ nó đã sôi lên, các bạn để cho nó bốc hơi bớt một lát thì mình cho phần chuối của mình vào. Phần chuối của mình hồi nãy mình chiên đã được vị thì mình sẽ đổ vô, mình trộn đều ra. Bạn dặn lửa nhỏ, thật là nhỏ, xào cho đến khi cái phần đường của mình nó khô lại. Đây, mình bỏ cái màu của mình vô, trộn đều vô. Cái phần chuối của mình là nó sẽ khô lại. Rồi, trộn đều lên để nguội rồi mình để vô keo là mình có thể ăn được lâu. Chuối của mình giờ đã xong thì mình xách ra dĩa. Mình khi để nguội nó sẽ rất là giòn. Mình ăn không hết thì mình để vô keo, để kín lại thì sẽ ăn được lâu. Chúc các bạn thành công với cách làm này của mình. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem nhiều món ăn hấp dẫn hơn.